lòng. Mẹ ơi, phận gái 12 bến nước con đâu biết bến nào, trong chí sông nào đục, biết đuổi đây mai biết ngày kia con xuất giá theo chồng. Hay quá. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm trời mẹ cũ quan dưỡng chưa một lần đền tả nghĩa ơn. Mai mốt đây con về làm dấu thiên hạ vui, cả cuộc đời con gửi trọn cho người ta. Khi mẹ cô đơn bóng xế tuổi già, ai săn sóc chăm lo từng chén cơm bát nước. Con ơi mẹ ở nửa đời người, mẹ biết cay đắng mặn nồng nước mắt chan cơm. Con ơi vì chồng mà hết lòng chiều chuộng, đi đứng thuận tay nấu. Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với vlog của Hữu Thiện. Hôm nay thì trên đường đi tình cờ là Hữu Thiện gặp cô Hợp ở xã Lương Phú, Dòng Trơm, Bến Tre. Thì cô Hợp năm nay, dạ, cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi cô? 60. Cô đã 60 rồi, nhưng mà hoàn cảnh cô á là sống neo đơn chỉ có một mình thôi. Hàng ngày á là cô đi nhặt ve chai nè, cái này là ai cho thì cô nhặt về thôi đúng không? Dạ. Đi nhặt những cái hộp giấy nè, thùng giấy, thùng giấy, cái chai nhựa nè, chai những nhựa, cái vật phẩm mà người ta bỏ rồi, cái này là người ta cho cô hay sao cô Hợp? Cho à? Người ta cho hả? Ừ. Rồi cô bán cái này á là đi người ta bán cũng có tiền, mà cái kiểu như người ta giàu á rồi người ta cho cô Hợp. Ừ. Rồi cô Hợp bán lại có tiền sống. Rồi. Vậy người ta cho rồi. Bán về bán về chai thôi, về chai thôi. Bút việc ở ngoài Bến Tre á. Bút ngoài Bến Tre là hả? Dạ. Trời ơi, cô láo đây. Mà làm con luôn á. Từ đây mà đi ra Bến Tre là xa lắm. Rồi cô đẩy cái xe cô đi bộ. Ừ, đi bộ không á. Kính thưa cả nhà thì cô ở đây á. Thôi cô đừng có bớt xúc động. Thì con cũng biết hoàn cảnh của cô. Đó, con thấy cô đẩy cái xe nhặt ve chai như thế này nè. Và hôm nay tình cờ á, con đi xuống đây, con đi giúp những hoàn cảnh khó khăn á. Con chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn được con gặp cô. Thì con cũng mừng lắm, tại vì mấy hôm nay con cũng đi chồng bất chết queo rồi, giờ sống có một mình vậy á. À, cô cũng có người con. Dạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Mới có mấy tháng là chồng nó bắt. Chồng bắt. Hết queo rồi. Dạ. Dạ, gỗ lắm, nhớ nó lắm, đặt nó nhìn nó thở. Thôi cô kìm nén xúc động đi. Một lát thì cô dẫn con về nhà. Dạ. Nhà của cô nha. Dạ. Dạ. Một lát thì dẫn con về thăm nhà nha. Dạ. Dạ. Để con biết cái hoàn cảnh của cô, con chia sẻ hoàn cảnh của cô lên cho mọi người cùng xem. Thì cô bớt xúc động đi. Thì hôm nay á là con cũng về đây, về xã Lương Phú, Dòng Trơm, Bến Tre thì cũng được một mạnh thường quân là giấu tên. Thì mạnh thường quân này cũng ở Mỹ, nhưng gửi tiền cho con thì xin giấu tên, gửi tiền cho con cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì có dặn con á là Hữu Thiện đi bất cứ nơi đâu gặp những hoàn cảnh khó khăn thì Hữu Thiện cứ chia sẻ. Kính thưa cả nhà, hôm nay á, là tình cờ Hữu Thiện đi đến trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn ở xã Lương Phú, Dòng Trơm, Bến Tre. Thì Hữu Thiện có gặp cô Hợp 60 tuổi, thì hoàn cảnh cô á, là sống neo đơn, chỉ có một mình thôi. Thì hàng ngày á, là cô đi nhặt ve chai như thế này nè, cô sống nhà mưu sinh. Thì Hữu Thiện có một mạnh thường quân là giấu tên, xin được giấu tên. Mạnh thường quân này á, là ở Mỹ, có gửi tiền cho Hữu Thiện á, là chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Cứ gặp những hoàn cảnh như thế này thì muốn Hữu Thiện chia sẻ và giúp đỡ. Thì hôm nay là Hữu Thiện muốn dùng cái số tiền này đến gửi đến cô Hợp, giúp cô là vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Thì hôm nay là Hữu Thiện xin gửi đến hoàn cảnh của cô Hợp, chia sẻ cho cô. Cảm ơn nhiều. Con gửi cô 500 nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. À, hôm nay thì Hữu Thiện dùng số tiền này để giúp đỡ cô Hợp để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn, tại vì hoàn cảnh của cô á là sống một mình rồi đi nhặt ve chai để mưu sinh. Dạ. Cô có lời nào cô muốn gửi tới Mạnh Thường Quân không? Dạ có, cầu chúc Mạnh Thường Quân nhiều mà sức khỏe giúp đỡ như vậy, cảm ơn dữ lắm. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Hữu Thiện hoàn cảnh đi giúp đỡ mấy người mà nghèo
hôm nay tình cờ gặp, cảm ơn nhiều dữ lắm. Dạ, không có chi cô. Dạ. Thì đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Dạ. Xin được giấu tên. Dạ. Và muốn chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thì con hôm nay con tình cờ con đi về xã Lương Phú cũng muốn trao tiền đến những hoàn cảnh khó khăn mà con gặp được cô. Thì con được biết cái hoàn cảnh cô cũng rất là khó khăn. Dạ. Cô đi nhặt ve chai đẩy cái xe rùa nè. Tới Bến Tre luôn á. Dạ. Đi nhặt. Không tin hả? Nhặt ve chai. Làm con luôn á. Dạ thôi được rồi cô, con được rồi. Mình nhặt về mình bán được bao nhiêu tiền? Dạ, chừng khoảng 20 ngàn à. 20 ngàn phải không? Dạ. Dạ. Nhiêu đây là chỉ có 20 ngàn thôi hả? Dạ. Đây, Hữu Thiện đã về đến nhà của cô Hợp, cô đẩy cái xe vậy á. Cô Hợp nè. Đến nhà xem là cô đi với dạ. cái đôi chân trần à, mà lặn lội từ đây ra ngoài bên kia. Tới Bến Tre luôn nè. Chở những cái thùng hộp giấy như thế này nè. Rồi cái cầu gì sao vô cô? À, cứ vô từ từ. Còn xe cái gì á? Để con phụ cho. Mày chắc được rồi, được rồi. Khiêng cái xe vô luôn đi. Không, té chết. Té hả? Ở đây để con phụ mang vô. Thôi được rồi. Cái nhà mình cũng nhà tình thương phải không? Ừ, nhà hả? Tình thương mẹ. Nó sắp mà sụp rồi. Dạ. Nó sụp ghê á. Cho nên con thấy cô đi mấy hôm nay nè, mà con mắc bận đi vô thăm cái hoàn cảnh rồi con chưa có ghé cô. Mà con thấy cô đi hoài hả? Mà hôm nay con trên đường con đi á, thì con mới gặp được cô nè. Giờ mở ra phải không? Ừ. Rồi một ngày bán gì được thì 20 ngàn hả? Hai, 20 ngàn hả? Ê, ra cái này không? 20 ngàn rồi đủ ăn không? Cô Hợp. Trời ơi, nhà nước cho tiền gạo đâu. Rồi. Rồi. Rồi cái này. Thôi để đi. Có đem đi bán luôn hả? Đem đi bán luôn hả? Ừ. Rồi. Đâu rồi? Dạ dạ. Đó, đi qua cầu khỉ nữa nè. Cái cầu này cầu khỉ nè. Nhưng mà nó ở quê gọi là cầu khỉ. Đúng không? Nó cầu khỉ. Là đúng rồi. Cái nhà của cô, cái nhà của cô cũng là nhà tình thương. Dạ. Cái này nhà này do ai cất vậy cô Hợp? À, nhà nước á. Rồi đâu cô, bữa nay cô gom được gì đâu, cô mở ra coi. Trời ơi. Đó, nhiều đó. Đây, cái chìa khóa ở đây. Gom trời mấy cái này không hả? Vỏ chai đồ. Rồi bán được đâu có bao nhiêu tiền? Dạ. Gớt 5 ngàn kìa. À, để đi. Rồi sáng giờ được 5 ngàn hả? Cái này nó sụp nè. Không thấy không? Ừ. Đó. Đó nhà của cô Hợp. Đó ra cái cảnh nó đi với... Sụp hết trơn. Sụp gì nè. Trời nắng hay gì em. Ở tạm được. Còn trời mưa mà gió sợ nó sập mà tường xuống á. Nhà thấp quá. Dạ. Gì á, đó nó dột cả. Rồi hả mẹ con trời với nắng gì nó mà khô. Còn dạ. Trời mưa là hắn nó ướt hết trơn luôn. Dạ. Cất tiền, cất tiền. Cất tiền hồi nãy con đưa đâu? Đây nè. Đứng đâu bỏ mất rồi chứ. Đâu có, trời ơi, tiền gì mà bỏ mất hiện. Trời ơi, thôi nói cũ nè. Thôi xin đất của mình có nhiêu đây thôi hả? Có một... có nhiêu đây à? Có nhiêu đây thôi, dạ. Có cái nhà thôi. Người bán. Người hàng ngày đi lượm đi lượm. Đâu. Không thấy không? Không có đâu. Người hàng ngày đi nhặt ve chai sống vậy đó. Ừ, đó. Trời ơi. Con giúp bãi là bãi mà mừng dữ lắm. Trời nắng hay gì hết. Bãi ở yên tâm mà sợ mưa á. Ừ. Nó sạch rồi không bãi. Phát cửa mẹ chết một tổ cũng không có ai hay nữa. Dạ. Thấy không? Dạ. Tại vì tường này là nó nặng. Nó nặng. Ừ. Tại vì cái này hồi đó cái hàng cái mương ok nó làm không dướng nè. Sụp hết rồi. Không thấy không? Nè. Ừ. Con vô con này thiệt. Dạ dạ con thấy rồi đó con. Đó nè. Rồi cái... Trời con đi cái chân con lộ dữ thiệt chứ. Từ đây ra ngoài tới ngoài kia luôn. Bên đó. Bên bè á. Mà ngày nào cũng đi tới sao đi gì xa vậy trong vòng đây không có ve chai nhặt hả? Đâu có. Đi ra mà ngoài người ta phải cho. Ở trong đây gì người ta bán. Người ta cũng kiếm sống. Ở đây thì người ta bán. Ừ. Tại vì vòng vòng đây bà con đây cũng nghèo phải không? Ừ, đó. Như đi xa ra Bến Tre thì người ta mới cho. Người ta giàu gì người ta cho đó. À, ý như cô nói là vòng vòng đây bà con mình cũng nghèo. Ừ. Cho nên là người ta có bà ve chai thì người ta để người ta bán kiếm tiền chứ người ta đâu có cho mình. Đúng rồi. Trời ơi nghe đứt ruột hết cả nhà ơi. Cho nên nó gì là phải lặn lội đi ở Bến Tre gần mười mấy cây số á. Đó. Đó. Rồi hen mà đẩy cái xe gùa đi vậy đó. Đẩy xe mà gùa đi mà hen bãi qua lộ hen bãi dòm hai bên. Ừ. Rồi hen xe nó cũng mà chờ bãi qua.
Phải đi là bãi cũng có mấy người độ mạng á. Độ mạng. Đi theo bãi chứ con thấy xe tải đồ quá trời luôn. Đi bãi nha. Con coi cả tôn, nó mỏng dướng à. Rồi cái gió tùm lum tùm la. Sáng giờ ăn gì chưa? Sáng à. Cô Bảy. Thấy chị kia. Chị cho ăn một tô, một tiếu. Người ta cho hả? Bãi đi ha. Sôi đồ không? Hủ đi tiếu đồ không? Nước đồ. Người ta cho. Người ta thương người ta cho phải không? Người ta giúp đỡ. Người ta giúp đỡ. Nhiêu đây thì mình bán được nhiêu trời? Chắc được 5 ngàn quá gì gì Bảy. Trời ơi, với một xe nữa là hết 20 ngàn. Đó. Nào, cho con xin phép con đổ ra nha coi. Đổ đi. Bảy đâu có nó giúp con. Vậy là bữa nay con mua đống da chai này 500. Con mua gì nổi. À, con mua đống cái này hả? Không cho vải chứ nói mua liền. Không có. Rồi hả? Con trở về hướng nào? Cái nào gì ra? Ai đó. Dạ. Bây giờ hả? Phải bán con hả? Rồi hả? Con trở về hướng nào? Cái này hả? Con cho vải chứ con đâu có mua. Thằng chỉ có đó. Dạ. Tại con đi chơi phải không? Dạ. Đó. Giờ nhặt như đây. Chứ cả nhà xem nè. Nhặt dép đồ. Nó bỏ dép á. Sắc dụng. Sắc dụng. Chai nhựa, mấy cái này thì bán đâu có bao nhiêu tiền đâu. 5-10 ngàn. Gì á, gom. Như đây chưa được 5 ngàn. Gì đó. Mà đi xa thì mới có. Như cô Bảy chia sẻ là phải đi xa, ra ngoài Bến Tre lận. Gì đó, đây, đi xa rồi có đó, chứ ở mười mấy cây số cả nhà ơi. Chứ ở gần đây á, thì nói chung á, là bà con ở Lương Phú Dòng Trơm mình á, cũng còn khó khăn. Khó khăn lắm. Có những cái ve chai á, thì cũng để dành bán thôi chứ không có cho ai hết. Bán được kiếm tiền ta sống chứ. Đúng không gì vậy? Quên lợi. Người ta cũng không có nữa. Lại ta cũng không có nữa. Nè, không thấy không? Cây không à. Chứ đâu có tái đâu. Cho nên nó là hay muốn bán. Có những cái ve chai để bán thì cô Bảy phải đi rất là xa, đi từ đây tới Bến Tre. Nhiều khi đi lên tới Bình Nguyên luôn. Đi không mang dép gì đi phỏng dò sao? Trời ơi. Có dép đó mà ha. Ve chai nhiều không lẽ không? Bỏ dép. Bỏ dép thấy mừng quá, ve chai nhiều mừng quá. Có ngày nào mà nhặt được chừng 50 ngàn không? Chừng khoảng 70 có. 70. Ve chai là bán có ngày cao điểm là được 70. Tại vì người ta cho nhiều. Người ta cho nhiều là mình được 70 ngàn. Có nhiều. Thôi, nắng con thiệt. Con không sao, con thấy gì Bảy đi, con thấy đi đường sót ruột quá. Kính thưa cả nhà, hôm nay thì Hữu Thiện vào thăm hoàn cảnh của cô Bảy Hộp. Thì cô sống neo đơn con mình, cô đi nhặt ve chai. Và hôm nay á, là Hữu Thiện đến đây thăm nhà của cô. Và cô có lời ca tiếng hát của cô tặng đến Mạnh Thường Quân và cũng như tặng đến quý vị khán giả cùng xem nha. Thì hôm nay cô Bảy muốn gửi bài hát nào đến quý vị khán giả đây? Hồ Như Thị. Hồ Như Thị. Dạ. Vâng, thì sau đây nhạc phẩm Hồ Như Thị cô Bảy Hộp sẽ gửi tặng đến quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả thưởng thức nha. Rồi chưa? Dạ rồi. Hồ Như Thị ơi, từ độ xa nhau đôi người đôi ngã, thì cô nhớ chăng người chồng chưa cưới đinh bên tái ngàn chỉ ở đôi ngã đôi đường. Kẻ nhớ người thương cho sầu giấc nặng sầu, kẻ bỏ đi người cúi đầu buồn bã chuyện đời mình giờ gã sao anh. Kỷ niệm vui buồn trong thà âu thơ em nhớ mãi cho đến ngày nhắm mắt, dù chuyện đời mình chia ngả cách ngăn em vẫn muốn đời là người yêu bé nhỏ. Như Thủy ơi, tình mình dang dở chuyện ngày xưa đừng nhắc nhớ chi buồn, nhưng kể từ đây mình vùi chôn sâu kỷ niệm chuyện vui buồn hai cứ mà quên. Nhớ ngày xưa mình ao ước một thiên đường, có qua đâm tay có chào đời đôi đứa, giờ đây con đường ngày xưa sụp đổ, giấc mong đầu có gian dở gì đâu. Rồi một bản nữa, rồi thôi ha. Dạ, bây giờ cô Bảy muốn gửi đến bài hát gì nữa? Sơn Đệ. Sơn Đệ.
Kính thưa quý vị khán giả, thì tiếp theo cô Bảy muốn gửi bài hát Sơn Đệ đến quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả thưởng thức nha. Sơn Đệ ơi, ta phải biết làm sao đây khi chàng hạ sát thân em, khi em còn buông tay kiếm. Và dấu ân tình kia có nặng núi sông sâu kìa, thâm cạn sông đầy tước tình cảnh đơn đau này, trên ngã ghé đau lòng chúng ta hãy đành chọn một con đường cao nguyên bình, đường gươm anh em dẫu vô tình đang đã giúp em dọn vẽ chung tình, chứ anh đâu nỡ giết người em yêu. Nếu trần lĩnh sơn ngã gục biết gì đâu tổ quốc em, đừng mạnh tay gươm tận thế một mình em phải sống sao đây. Bảo Xuyên ơi, còn nói gì đây, là ngày vinh biệt tống tay anh ôm toàn xác thân nàng, là ôm những niềm tin vui thương khóc cho ai mà trời cũng đang mưa lệ. Bảo Xuyên ơi, ta đành vĩnh biệt nhau rồi. Rồi xong. Xin hát không? Hay quá, cô Bảy hát giọng cổ hay quá cô Bảy ơi. Không ngờ luôn. Vừa rồi là cô Bảy gửi đến hai nhạc phẩm kính tặng đến quý vị khán giả là bài Hồ Như Thủy và Sơn bài Đệ. Sơn Đệ, vọng cổ rất là hay cả nhà ơi. Sao cô hát giọng cổ hay quá vậy? Có ai dạy không? Không, tại vì nghe ở trong là vô hát ha, rồi cái người hát theo. Rồi, cô Bảy chỉ nghe là radio là nghe mỗi ngày luôn, nghe hát mà hát hay vậy đó. Cô Bảy mà có ai dạy là chắc đi thi chuông vàng giọng cổ là giật cái chuông vàng luôn quá. Trời ơi, chai không. Đi thi chuông vàng không? Hả? Đi chung nhà giọng cổ không? Hồi giờ cũng Thiền Diêu nha. Mình là cũng giờ cũng ít những con ha. Dạ. Rồi hai đồ tội nghiệp chỉ trong cũng tội nghiệp tiếng ha. Dạ. Bây giờ mình gắn gọn hát một bài con gái của mẹ nữa. Cô Bảy muốn gửi đến bài hát đó là con gái của mẹ nữa phải không? Kính thưa quý vị khán giả, cô Bảy đã hát hai bài rồi, nhưng mà bây giờ cô Bảy muốn tặng thêm một bài nữa đến quý vị khán giả là bài Con Gái Của Mẹ. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức nha. Rồi ha ha. Rồi, ok. Hát. Mẹ thừa bào con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ con đi theo chồng. Thờ vì ba má chiều đông, một lần xe qua phố đông, nhưng con đi trong lòng. Mẹ ơi, phận gái 12 bến nước con đâu biết bến nào, trong chí sông nào đục, biết đuổi đây mai biết ngày kia, con xuất giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm trời mẹ cũ quang dưỡng, chưa một lần đền tả nghĩa ơn. Mai mốt đây con về làm dấu thiên hạ, vui cả cuộc đời con gửi trọn cho người ta. Khi mẹ cô đơn bóng xế tuổi già, ai săn sóc chăm lo từng chén cơm bát nước. Con ơi mẹ ở nửa đời người, mẹ biết cay đắng mặn nồng, nước mắt chan cơm. Con ơi vì chồng mà hết lòng chiều chuộng, đi đứng thuận tay nói năng cho nhỏ nhẹ, sợ đám em chồng nó mai mía nặng lời. Tiếng ai ác nửa đêm thành dân anh thành buồn, nghe cay đắng làm sao. Mẹ ơi đừng gả con xa, chim kêu vượng hú biết nhà mẹ đâu. À, chưa? Rồi. Hay quá. Trời ơi. Mình hát giọng cổ hay quá ha. Vừa qua thì cô Bảy gửi đến ba bài giọng cổ là Hồ Như Thủy, Sơn Đệ và Con Gái Của Mẹ. Dạ đúng rồi. Tặng đến Mạnh Thường Quân và quý vị khán giả. Thì con cũng xin thay mặt quý vị khán giả cảm ơn dì Bảy đã hát đem từng cái câu hát lời ca tiếng hát rất là hay. Dạ. Dì Bảy hát giọng cổ hay quá dì Bảy ơi. Kỳ này phải dì Bảy phải đi thi chuông vàng giọng cổ đi. À, kéo Bảy đi đi. Bảy dì Bảy 60 tuổi rồi. Dì Bảy 60 tuổi mà dì Bảy hát giọng cổ hơi đồ hay quá à. Dì Bảy chỉ nghe radio thôi mà dì Bảy hát hay vậy, đâu có ai dạy gì đâu. Ý là
làm dữ lắm á. Dạ, dì bảy hát làm hay quá. Lắm. Dạ. Em biết thì ớn luôn. Dì bảy hát rất là hay luôn. À. Bữa nào dì bảy đi thi chuông nhà giọng cổ nha. À. Lấy chuông vàng luôn, dịp chuông vàng nha. Rồi. Nha. Rồi con xin phép dì bảy con về chúc dì bảy sức khỏe nha. Rồi. Cảm ơn thiện với Hùng Quang, Thanh Quân nha. Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. Hùng Quân nha. Rồi con chúc dì bảy sức khỏe. Rồi. Dì bảy sức khỏe thiệt là nhiều sức khỏe luôn. Rồi cảm ơn nhiều để ha. Đem lời ca tiếng hát. Rồi rồi. Niềm vui tới cho mọi người nha. Rồi rồi rồi. Cho bảy gửi lời Mạnh Thường Quân là hắn nhiều. Mạnh Thường Quân, dạ, Mạnh Thường Quân. Sức khỏe hết nha. Dạ. Rồi có ngày nào đi xuống đi chơi. Dạ. Ha. Và Hữu Thiện cũng xin cảm ơn dì Bảy và dạ. Thay mặt dì Bảy rồi, rồi, gửi lời cảm ơn rồi, tới Mạnh Thường Quân. Rồi. Giấu tên và xin chúc Mạnh Thường Quân giấu tên sức khỏe, an lạc và bình an trong rồi, cuộc sống. Rồi. Vâng xin cảm ơn nha. Rồi. Cảm ơn dì Bảy nha. Rồi. Dạ. Coi như là dạ. Bảy hợp ha. Dạ Bảy hợp. Vâng, video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng. Nếu như cả nhà xem qua thích video này và đồng cảm với hoàn cảnh của dì Bảy thì cả nhà bấm đăng ký kênh Hữu Thiện Vlog, bấm like và để lại comment bên dưới như là động lực để Hữu Thiện làm video sau được hay hơn và tốt hơn. Hữu Thiện xin chào và hẹn gặp lại nha. Dạ. Thấy không, gạch đầu không? Người ta mà chở rớt á. Cái nhà dì Bảy đi qua cái cầu khỉ nè, rất là khó đi luôn. Cầu này là cầu khỉ hả? Cầu khỉ, dì Bảy đi trước đi. Rồi. Cầu khỉ khó đi ha. Con lại hai rồi cái bảy bán cho chai. Dạ dạ. Rồi đáo lại ha. Dạ. Rồi. Đó, cầu khỉ, ở quê rồi đi cầu khỉ vậy đó. Cái cầu khỉ nè. Giờ đi bán cho chai phải không? Ừ. Rồi thôi dì Bảy đi ha, con rồi. Về nha. Nhớ đường về không? Nhớ, con nhớ mà. Rồi.